Trong cuộc họp báo trước trận đấu gặp Sevilla ở lượt 3 bảng B Champions League ngày 23 tháng 10 tại Seville, huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal đã bày tỏ quan điểm của mình về cuộc cạnh tranh giữa các thủ môn trong đội. Arteta nêu rõ rằng hiện tại, ông chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thủ môn thứ hai, Daniel Raya, gặp khó khăn trước áp lực lớn. Ông cho biết ông sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên một tình huống cụ thể trong trận. Cuộc cạnh tranh giữa Aaron Ramsdale và Raya về suất bắt chính là một trong những chủ đề nóng được bàn tán nhiều nhất trong mùa giải Ngoại hạng Anh từ đầu. Sau thời gian ban đầu phải ngồi dự bị, Raya đã lấy lại vị trí thủ môn số 1 của Arsenal kể từ trận thắng 1-0 trên sân Everton vào ngày 17 tháng 9. Ramsdale, thủ môn được mượn từ Sheffield United, chỉ có một lần ra sân kể từ đó. Tuy nhiên, việc Arteta trao suất bắt chính cho Raya đã gây ra sự tranh cãi lớn, đặc biệt khi Ramsdale vẫn thi đấu rất tốt. Sự tranh cãi tiếp tục leo thang sau trận hòa 2-2 trước Chelsea cuối tuần trước, khi Raya mắc sai lầm quyết định trong việc đối đầu với đá phạt đền của Cole Palmer và dường như đứng quá cao nên không thể đặt tay lên bóng ở pha lập công của Mikhailo Matic. Arteta lý giải rằng việc thay đổi thủ môn sau mỗi sai lầm không phải là một quyết định thực tế, bởi mọi cầu thủ, từ hậu vệ đến tiền đạo, đều có thể mắc sai lầm và đây là một phần của bóng đá. Ông cho biết rằng sự cạnh tranh và tranh luận về cầu thủ luôn tồn tại trong bóng đá, đặc biệt khi cầu thủ thi đấu cho các đội bóng lớn như Arsenal, với áp lực phải thể hiện mình tốt nhất để giúp đội chiến thắng.